Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình muốn nói một cái lưu ý khi mà các bạn xài con Mixer G4 này nè. Điều đầu tiên là về phần nguồn. Thì mình vừa game vô cho nó vừa đủ thôi à, khi nó đứng nghe được rồi. Thấy nó còn dư ra một chút vậy nè, đừng có đẩy vô nữa. Có mấy anh mua về chưa biết thì cứ đẩy vô là nó gãy luôn, không như trong luôn. Đẩy mạnh vô, cố gắng đẩy cho nó hết vô á là gãy ở trong. Lỗi thứ hai thường gặp là không có lên mic. Thì ở đây thì khi mà muốn xài mic thì anh em nhớ bấm cái chữ OHF nè. Đó, thì nó sẽ nhân mic nè. Đó, sáng lên là mới xài được nha. Lỗi thứ ba là về cái hiệu ứng vang. Thì ở đây nó có cái nút nè, khi bấm xuống thì nó mới có nhận gọi là hiệu ứng vang nha. Đây, bấm xuống thì nó mới nhận. Tư là cái này, đây cái nút này. Thì cái nút này để làm gì? Cái nút này là khi các bạn ghim vô máy tính á là phải nhả nó lên. Đó, nhả như thế này nè, thì nó mới lấy nhạc từ máy tính chạy qua đây được nha. Chứ mấy bạn là bấm xuống vậy là nó không có nhận đâu. Cái thứ năm là lấy nhạc Bluetooth vô mà bị nghe nhỏ hay là điều chỉnh bass chép âm lượng không có được, thì nằm ở đây, nhớ bấm xuống. Đó, nhớ bấm xuống. Vừa rồi là một số lưu ý khi mà anh em mua Mixer G4 về chơi. Rồi, chúc anh em thành công. Bye bye.